Dạ. Tại sao con, tức là mình lý do gì mà tại sao mình lại bị khuyết một bên? Con bị tai nạn lúc 3 tuổi ạ. 3 tuổi hả? À, bà nội mới ngồi trong nhà, thế là bị một cái xe công nông đâm vào. Rồi ngồi trong nhà mà bị xe công nông đâm vô. Không. Mà lúc đó là con chỉ bị ảnh hưởng cái tay thôi hay là? Nghĩa là cái xe đấy là nó đâm vào nhà thì là cái tường nó đổ, nhưng nó không phải là đâm trực tiếp vào người mình. Cái tường đổ vào nhà đó mà thì là nó nát hết ạ. Trời ơi. Nát hết thì bắt buộc là phải tháo khớp. Như vậy là con là từ lúc 3 tuổi là con chỉ còn có một cánh tay thôi. Vâng ạ. Đi sinh sắn thì con ra con mua thuốc cho cún. Chẳng may là cái đợt cái năm đấy là có con nuôi 5 con cún thì nó bị ốm. Con ra mua cún thì cô mới cho thuốc xong cô ấy bảo là anh yên tâm là em cho thuốc về chắc chắn là sẽ khỏi. Cún nó khỏe. Vâng, nhưng mà không ngờ là 5 con cún là con về cho thuốc xong là nó chết hết. 5 con cún là con về cho thuốc xong là nó chết hết. Trời sao nó đưa mình một cái sự bất ngờ vậy? Cứ tưởng là trời ơi nhờ cái bàn tay rất là mát mẻ của cô ấy đưa về 5 con cún nó khỏe mạnh. Năm con cún nó chết hết. Sao mà mát hết. Cô đưa lộn thuốc hay sao vậy con? Con thì con nói thật là con là đã có một đời vợ rồi. Khi đến vợ con thì nhiều người cũng nói ra vào nhiều. Trước khi vợ con đến với con thì cũng đã có một mối tình rồi. Mà cái người bạn ấy nó đến với không phải là sự chân thành. Nên là chắc là con nghĩ là vợ con ái ngại việc đấy. Nghĩ là con đến cũng không phải là thật lòng. Đúng rồi, con sợ đúng không? Vâng. Con cũng chưa bao giờ buồn vì chuyện đấy. Tại vì con nghĩ đấy là chuyện bình thường. Tại vì ai cũng mong muốn là con mình sẽ lấy được một người lành lặn để con mình không phải vất vả. Con cũng chưa khi nào mà hỏi anh ấy hay là tạo áp lực anh ấy về cái vấn đề đấy cả. Tại vì con luôn sẵn sàng, con chỉ biết cái hiện tại lúc đấy thôi. Con không dám hy vọng một điều gì xa hơn cả. Và năm tuần thì cháu con nó bị tim bẩm sinh. Là lúc đó là khám là bác sĩ biết là trong bụng mẹ là vâng. Mọi cái sự hụt hẫng nó trong cuộc sống nó tự nhiên nó đè nặng vào vợ chồng con cả. Không biết cả cái cảm giác lúc đấy là nó như thế nào. Vợ con cũng rất là ấy, rất là suy sụp. Thì con cũng chỉ động viên vợ con là thôi, con thì nó đã lớn rồi, cứ đẻ nó ra, sinh nó ra, xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục lo cho con tiếp theo. Giới thiệu con là Trịnh Ngọc Thủy, con đến từ Sơn Tây. Sơn Tây. Sơn Tây đó, vâng, thấy Sơn chưa? Tây Hà Nội. Con năm nay 36 tuổi. 36. Vâng, đang hiện tại đang kinh doanh tự do, con làm chăm sóc nội thất xe ô tô. Con tên là Hòa, con năm nay 33 tuổi. Con hiện đang làm phun xăm thẩm mỹ. Phun xăm thẩm mỹ? Vâng. Ồ, giỏi vậy. Nếu vậy là con quá giỏi. Đúng vậy. Tại sao con, tức là mình lý do gì mà tại sao mình lại bị khuyết một bên này? Con bị tai nạn lúc 3 tuổi ạ. 3 tuổi hả? Vâng. Bà nội mới ngồi trong nhà, thế là bị một cái xe công nông nó đâm vào. Rồi ngồi trong nhà mà bị xe công nông đâm vô. Vâng. Mà lúc đó là con chỉ bị ảnh hưởng cái tay thôi hay là? Nghĩa là cái xe đấy là nó đâm vào nhà thì là cái tường nó đổ, nhưng nó không phải là đâm trực tiếp vào người mình. Cái tường đổ vào đèn tay. Vâng. Thì là nó nát hết ạ. Trời ơi. Nát hết thì bắt buộc là phải tháo khớp. Như vậy là con là từ lúc 3 tuổi là con chỉ còn có một cánh tay thôi. Vâng ạ. Nhưng mà bà nội có bị gì không? Bà nội thì là người lớn thì chỉ bị thương nhẹ thôi. Tại vì bé nó 3 tuổi, cái tay nhỏ xíu mà, cái tay nó mềm á, con nít mà. Nhưng mà rất may là cái khuôn mặt con không bị một cái gì, rất là xinh. Đúng vậy. Xinh thì xinh. Con còn bị hở hàm ếch nữa. Nên là hở hàm ếch, nên là cái giọng nói của con nó sẽ hơi khó nghe. Nhưng mà chị xem á, như vậy đó mà lại làm một cái công việc nó liên quan tới thẩm mỹ. Phun xăm. Cho nên là cô rất là, gọi là cô rất là phục á, là vì con phải giỏi lắm con mới làm được. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ tò mò hơn về cái chuyện mà cơ duyên hai bạn gặp nhau. Đúng rồi. Đúng không? Đó, đó chắc là phải hỏi Thủy. Chồng, hỏi Thủy đó. Hai đứa cơ duyên nào quen nhau? Là cái cơ duyên để hai vợ chồng con gặp nhau thì thứ nhất là vợ chồng con là nhà bố mẹ là gần nhau. Thứ hai là ngày xưa là con hay nuôi cún ấy, nuôi chó chó cảnh ấy. Thì lúc đấy là vợ con là còn chưa chuyển làm nghề phun xăm đâu. Tôi là cô học y, học thú y thì cô về cô ấy có kinh doanh cái thuốc thú y. Y, vâng, mà chuyên ngành thú y. Vâng, con đến sinh sắn thì con ra con mua thuốc cho cún. Chẳng may là cái năm đấy là có con nuôi 5 con cún thì nó bị ốm. Con ra mua cún thì cô ấy mới cho thuốc xong cô ấy bảo là anh yên tâm là em cho thuốc về chắc chắn là sẽ khỏi. Cún nó khỏe. Vâng, nhưng mà không ngờ là 5 con cún là con về cho thuốc xong là nó chết hết. 5 con cún là con về cho thuốc xong là nó chết hết. Trời sao nó đưa mình một cái sự bất ngờ vậy ta? Cứ tưởng là trời ơi, nhờ cái bàn tay rất là mát mẻ của cô ấy đưa về 5 con cún nó khỏe mạnh. 5 con cún nó chết hết. Số bọn mẹ nó chết hết. Bộ đưa lộn thuốc hay sao vậy con? Không phải đưa lộn thuốc mà vợ con cho bảo là cho uống vừa liều thôi. Thì bình thường thì con cứ hay tự cho ấy, thì con lại cho nó nhiều hơn. Thì là tại con. Vâng, thế là nó chết mất, thì con đang bắt đền. Thế là bảo là bây giờ anh không biết, em bảo là em cho thuốc mà anh nuôi giờ 5 con, anh dồn vốn liếng mà anh nuôi 5 con cún bây giờ chết hết rồi. Giờ anh ra anh bắt đền thì em muốn làm nào thì làm. Thế vợ bảo thế thì em sẽ mua cho anh một con cún.
Thì lúc ấy con cũng mua một con Dogo, một chó con Dogo bé. Cái thời điểm đấy nó khoảng 3-4 cân. Thì về thì nuôi con chó đến bây giờ luôn. Con chó là bây giờ là hai vợ chồng đi mua. Lúc là bắt đầu là đi mua với nhau, xong rồi về nói chuyện với nhau nhiều lần thì càng ngày là càng cảm mến nhau hơn. Trước đó là con đã có một mối tình nào chưa? Con có rồi ạ. Thế còn Thủy thì sao? Con thì con nói thật là con là đã có một đời vợ rồi. Khi đến vợ con thì nhiều người cũng nói ra vào nhiều. Trước khi vợ con đến với con thì cũng đã có một mối tình rồi. Nhưng mà cái người bạn ấy nó đến với không phải là sự chân thành. Nên là chắc là con nghĩ là vợ con ái ngại cái việc đấy. Nghĩ là con đến cũng không phải là thật lòng. Đúng rồi, cũng sợ đúng không? Vâng. Rồi. Nhưng mà Thủy có đưa bạn gái của mình về ra mắt với gia đình mình không? Nói thật là cái thời điểm đấy bố mẹ vì nghĩ cho con, bố mẹ con ấy, nghĩ cho con thì thứ nhất là con là con cả nữa. Mà ở ngoài Bắc thì cái vấn đề mà con cả thì nó rất là quan trọng. Tại vì nó là cái đầu tàu mà. Thì bố mẹ con cũng suy nghĩ rất là nhiều. Con cũng đưa vợ con về hai lần. Đầu tiên thì dám đưa đây là bạn con thôi. Mà sau thì con cũng nói thẳng là vợ con cũng muốn đến với bạn ấy. Thì bố con còn nói với con một câu là đừng có vì cái cuộc hôn nhân trước đây mà lại đánh liều vào một cuộc hôn nhân khác. Thì con bảo không, khi con đến với vợ con bây giờ ấy là nó từ thật tâm của con luôn. Và mọi thứ con mong muốn là cùng đỡ đần nhau trong cuộc sống. Đến với nhau cho làm sao cho nó toàn vẹn nhất. Và gia đình con ủng hộ không? Sau khi con giải thích? Sau giải thích thì cũng chưa ủng hộ lắm đâu ạ. Con cũng chưa bao giờ muốn nghĩ chuyện đấy. Tại vì con nghĩ đấy là chuyện bình thường. Tại vì ai cũng mong muốn là con mình sẽ lấy được một người lành lặn, để con mình không phải vất vả. Con cũng như khi nào mà hỏi anh ý hay là tạo áp lực cho anh ý những cái vấn đề đấy cả. Tại vì con luôn sẵn sàng, con chỉ biết cái hiện đại lúc đấy thôi. Con không dám hy vọng một điều gì xa hơn cả. Vậy thì bằng cách nào mà Thủy vượt qua được tất cả những điều đó để mà tụi con nên vợ nên chồng? Con cũng rất là quyết tâm. Từ những cái việc mà nói chuyện với bố mẹ, thì đầu tiên là con tâm sự với mẹ con trước. Nói chuyện mẹ bây giờ thực ra là con rất là yêu em ấy. Thì mẹ con đầu tiên là mẹ con là người đồng ý. Em bảo là giờ hạnh phúc của con thì là tự con nắm giữ đây thôi. Thì bố mẹ cũng không sống cho con được. Thì sau đấy là khoảng thời gian càng dần và dần càng lâu hơn thì vợ con bầu đứa cháu đầu tiên. Thì lúc ấy con người nói chuyện thẳng với bố là bây giờ là vợ con có bầu rồi, con là con cháu trong nhà thì thôi mong mọi sự là bố mẹ đồng ý cho con. Lúc ấy bố con đồng ý bởi vì cũng thương con thương cháu. Rồi sau cái khoảng thời gian đến bây giờ vợ con về nhà ở chung sống cùng gia đình, rồi hai vợ chồng con ra ở riêng thì là mọi cái cô ấy cũng rất là biết đối nhân xử thế, biết xử lý mọi việc. Thì chị là chị đấu trưởng nên là cũng biết xử lý mọi công việc trong gia đình. Bố mẹ con rất là hài lòng. Nhưng mà cái đứa đầu tiên của con á, từ lúc mà con mang thai đến lúc sinh nó ra thì nó có dễ dàng không hay là nó có những cái khó khăn? Ba năm tuần thì cháu con nó bị tim bẩm sinh. Là lúc đó là khám là bác sĩ biết là trong bụng mẹ là vâng. Mọi cái sự hụt hẫng nó trong cuộc sống nó tự nhiên nó đè nặng vào vợ chồng con cả. Không biết cả cái cảm giác lúc đấy nó như thế nào. Vợ con cũng rất là suy sụp, thì con cũng chỉ động viên vợ con là thôi, con thì nó đã lớn rồi thì cứ đẻ nó ra, sinh nó ra xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục lo cho con tiếp theo. Lúc đấy vợ chồng con là nó đâm vào cái khủng hoảng, nó thực sự là khủng hoảng kinh tế đấy. Nó rất là nặng. Cũng chỉ biết động viên nhau là thôi cố gắng làm sao để mà sinh con nó ra cho nó toàn vẹn, sau đó chúng ta sẽ đi phẫu thuật cho con. Nhưng mà bây giờ tình hình bé thì như thế nào? Cũng rất là may mắn là cũng nhờ sự giúp đỡ của anh chị em bố mẹ hai bên thì bây giờ con là con thì cũng rất là ổn định rồi. Đã mổ ổn định xong hết rồi. Là bây giờ tình trạng là bình thường. Nó lúc 8 tháng ạ. Chú xin được chia sẻ cái điều này với hai vợ chồng và nhất là với Hòa. Tại vì cái tâm trạng của người mẹ nó khủng khiếp lắm. Đứa đầu tiên là phải cùng chung tay nhau để mà lo cho cháu. Đúng không? Rồi lại thêm đứa thứ hai là cách nhau bao nhiêu năm? 4 năm ạ. 4 năm nữa. Đó, đứa thứ hai thì rất là khỏe mạnh đúng không? Mà rất tốt đẹp đúng không? Đó. Là cháu năm nay mấy rồi? Bé thứ hai là... Thứ hai thì mới được 1 tuổi ạ. 1 tuổi. 1 tuổi. Bây giờ thì là cả hai gia đình đều rất là vui vẻ. Mọi thứ là không còn những cái gì nó gọi là vướng mắc nữa đúng không? Vâng ạ. Đó, thôi chúc mừng hai vợ chồng nha. Thế thì mình lại phải sang trang rồi. Đó. Sang trang. Đến tiết mục thứ nhì. Hỏi chắc là hỏi Thủy đi chị. Hỏi Thủy trước đi. Thủy à? Thấy hiền quá, dịu dàng quá, chắc không có những cái tật xấu gì không đúng không? Tên Hòa mà đúng không? Nhưng mà phải hỏi Thủy đó. Chắc vợ không có tật xấu gì không đúng không? Vợ con á, thực ra là tật xấu thì cũng không có nhiều.
À. Có một cái là mà con cũng rất là khiếp. Ừ. Đấy là vợ con là khi mà đã thích cái gì là sẽ làm bằng được. Ừ. Cụ thể thì thí dụ như một vài câu chuyện coi. Với câu chuyện ví dụ như là vợ chồng con ngày xưa lúc con nhớ cái đấy là lần đầu tiên con bị đối mặt với cái việc đấy. Đó là vợ con đang chữa bé đầu khoảng 5 tháng. Thì vợ chồng con có làm một cái quán nhỏ. Để lúc ấy vợ con chuẩn bị làm phun xăm. Thì là hai vợ chồng thì hôm ấy là vợ con bảo là hôm nay đi lên trên thị xã là sẽ mua giấy để dán tường. Nhưng con này con không đồng ý, bởi vì hôm ấy hai vợ chồng đang đi chơi. Thế bảo là không, anh không đồng ý cái việc đấy. Thế là đến lúc có thể là nghe rồi, cứ tưởng là vợ mình nghe mình rồi. Ok, hai vợ chồng đi chơi. Thế đi qua cái tiệm mà bán giấy dán tường ấy, bắt đầu bà lên cơn lên. Bảo là bây giờ phải cho em mua giấy dán tường. Cửa thì tiệm kia rồi, cứ mà không. Đi qua, con cố tình không đi qua. Thì bà ấy bảo anh mà không cho em xuống là anh nhảy xuống đấy. Thế là bà ấy tụt ra bà định nhảy xuống, thế con hốt quá con lại phải quay lại. Phải mua cho bằng được cái giấy dán tường. Lấy tường xong về rồi thì mới thôi, thì mới hết cái cơn đấy. Có bao giờ bà nhờ con buộc tóc buộc tiết cho bà không? Có, cái chuyện đấy là con vẫn làm thường xuyên mà. Thế rồi ví dụ như là không đúng ý thì là bà như thế nào với con? Nhiều lúc con cũng cáu lắm. Nhiều hôm là con buộc tóc cho bà ấy, xong rồi bà ấy thấy không đúng ý của vợ con ấy. Mà là cô ấy kêu ca là buộc như thế này là không được rồi, buộc cao lên, buộc ngang ra rồi buộc các thứ. Hoặc là cao hẳn hoặc là thấp hẳn đúng không con? Lại cứ lưng lửng cơ. Thế con bảo là thế bây giờ anh đàn ông tay anh thô như này làm sao mà anh buộc nó đẹp như là mấy chị mà chị làm tóc được. Thế là mọi cái cũng phải thông cảm chứ. Thế có khi là mua cái búi quấn xong là bọc nó vào xong là của cái là xong. Thế là xong rồi bà ấy dỗi, bà ấy bảo là thế giờ em không nhờ anh buộc tóc nữa. Thế bà ấy chịu buộc. Thế con thấy cái điều mà buộc tóc cho vợ con thấy hạnh phúc không? Thế là con mọi việc mà làm cho vợ con đều cảm thấy hạnh phúc cả. Con cũng nghĩ một điều là bây giờ người đàn ông khi hạnh phúc nhất là nhìn thấy vợ mình con mình nó đều hạnh phúc. Mọi người đều vui vẻ trong một cái gia đình. Thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất của người đàn ông rồi. Hay quá. Rồi có nóng tính không? Cũng nóng tính á. Nóng tính. Có quát chồng không? Quát. Quát. Thế giờ con mong vợ con thay đổi điều gì? Nếu như con được quyền thay đổi. Nếu mà vợ con thì thực ra con cũng không mong cô phải thay đổi. Cô cứ như thế thôi. Bởi vì mọi thứ cô ấy xử lý con cũng thấy nó cũng là vì yêu chồng con thôi chứ không phải là cái gì cả. Rồi bây giờ tới Hòa đó, tật xấu của anh ấy có nhiều không? Anh ấy cũng không nhiều lắm ạ. Mà cái tật xấu nhất thì là anh ấy ngủ ngáy á. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, mình đâu có kiểm soát được. Bệnh lý đấy con ạ. Thế ạ. Chứ không phải nó cố tình đâu con ạ. Nó ngáy nó không biết nó ngáy đâu. Vâng. Thì là anh ấy ngáy to nên là ở với nhau mấy năm thì là toàn ngủ riêng ạ. Thôi cái ngáy nó không phải là tật xấu đâu. Con ơi. Đó là nỗi khổ của những người đàn ông. Thế ta bỏ qua cái đấy đi. Cho con tìm cái tính xấu khác đi con ạ. Thế thì một tính xấu nữa của anh ấy là trong công việc ấy, anh ấy không được cẩn thận lắm. Mà anh ấy lại hay tin người. À hay tin người. Tin người. Rất là hay tin người ngoài với lại bạn bè. Có bị lừa bao giờ chưa? Có ạ. Bị lừa cái lần gần nhất ở gần đây là có nghĩa là anh ấy rất là hiểu biết. Anh ấy thông tin lại đúng, anh ấy xem rất là nhiều. Anh ấy rất biết những cái mánh khóe mà lừa như bạn. Thế nhưng mà anh ấy lại bị mắc phải cái đấy. Là anh ấy chơi tiền ảo ở trên mạng mà anh không biết người ta là ai mà anh ấy chuyển tiền, mà cái vấn đề là tiền thì tiền mặt thì mình không có. Mà mình lại đi cắm cái xe ô tô mà mình có, cái xe ô tô đấy thì là vợ chồng con đang mua nhà góp. Thì là cái xe đấy là để làm đầu tiên là phương tiện để cho anh ấy đi chở khách, có thời gian thì ở nhà chở khách. Thì là anh ấy lại cắm cái xe đấy để anh ấy làm, anh ấy chuyển tiền cho người ta. Khi anh ấy làm cái việc đấy anh ấy không hỏi vâng ạ. Thì anh ấy khi mà cái bên ấy không thể liên lạc được nữa, không thể liên lạc được nữa mà mất khá là nhiều tiền rồi, thì đến lúc đấy anh ấy mới nói với vợ và nói với gia đình thì cái xe đấy là mất rồi. Rồi là bây giờ cả mua xe lại được chưa? Lại chưa ạ. Mất. Vâng, thì lúc đấy là cái thời điểm đấy là năm ngoái, thì là lúc đấy con chuẩn bị sinh cháu thứ hai. Thì nó xảy ra cái sự việc như vậy. Thì con cũng suy nghĩ và áp lực. Đấy, cẩn thận nha con nhé. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn anh ấy là bỏ thuốc lá đi. Có nghĩa là có một tật xấu nữa là hút thuốc. Mong muốn luôn rồi. Đó. Mong muốn rồi. Bỏ thuốc lá luôn rồi. Con cũng rất là sợ ảnh hưởng đến hai em bé. Mong muốn chính đáng con nhất ạ. Là đứa con gái lớn của con. Mặc dù nó khỏe mạnh đó. Nhưng mà thật ra cái thuốc lá nó ảnh hưởng rất nhiều đến người mà hút thuốc thụ động. Con có muốn chồng con hứa không? Có ạ. Đấy. Thôi thì hôm nay cũng có cô chú ở đây. Con cũng hứa vợ, hôm nay anh cũng xin hứa với em là từ hôm nay về anh sẽ bỏ thuốc lá. Hay quá. Yes. Em là Huỳnh Hoài Ân, năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại công ty truyền cáp. Thế còn em? Dạ, em tên là Xuân Phương, năm nay em 33 tuổi.
Hiện là nhân viên văn phòng. Em 33 tuổi. Dạ. Bạn này 32 tuổi. Dạ. Thề với em luôn, hồi nãy lên á, chị lại tưởng là bạn này á là đi dụ con nít đó. Nói thiệt luôn. Đúng không quý vị không dạ? Trời dạ cảm ơn chị. Thì ra bây giờ mới lòi ra là bà chị mới dụ đến em. Ôi trời ơi. Ôi sao mà bí quyết nào mà nhỏ xíu xíu vậy? Dạ tiếng hạ được voi chị. Tiếng hạ được voi đó. Dạ. À, Ân với Phương là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh có hai đứa em chung. Thì lúc đó em ở chùa, Phật tử trong chùa. Hai đứa em nó thấy hai người độc thân. Nó mới đem đi giới thiệu. Ủa, em là Phật tử trong chùa là sao? Bạn đây là sống ở trong chùa làm Phật tử, tức là lo của sự trong chùa chứ chưa có gọi là xuất gia. Thì cái hôm đó là nói thật với anh chị là đang thất tình, chưa muốn là có quen với bạn gái làm gì. Thì em nói nè quá đi, thôi đi. Em cũng không có muốn đi, mấy đứa em nó cứ nói đi chơi thôi. Nó không nói gì hết, đến nơi thì mới biết là đi mai mối. Thì đến nơi nó nói trước là gặp một anh trưởng phòng cao to đẹp trai chưa vợ, nhưng mà đến khi gặp thất vọng lắm. Ôi sao kỳ vậy, cũng cao to đẹp trai mà. Dạ nhưng mà hồi đó không được như vậy đâu anh. Dạ. Mà từ lúc lấy về em tút lại mới được vậy. Dạ. Không? Mang áo thì màu cháo lòng, quần thì lò xo, rồi dép thì muốn ngòn luôn á hả. Sao vậy Ân? Dạ khúc đó thì em nói rồi cho đoạn đó em thất tình. Cho nên là cũng không có chăm chút gì là không chăm chút gì hết á. Chỉ là em đi làm xong rồi em về em nằm. Rồi nhưng mà gặp là thất vọng. Dạ không thèm xin số điện thoại luôn anh. Rồi anh sao? Cũng vậy, anh cũng không thèm. Gặp không có gì để lại cho mình cái ấn tượng. Em mới nói với đứa em á, nói sao giới thiệu cho anh hai kỳ vậy. Vậy thì đã không ấn tượng về nhau, cũng không xin số nhau thì làm sao biết nhau. Thì hai đứa em nó lại là làm tiếp một bước nữa là nó đưa số điện thoại hai bên. Hai đứa em nó cũng ly thiệt hả? Dạ. Rồi nó bắt á là chở về chùa giùm. Thì em cũng là chạy về gần 20-30 cây số vậy đó. Mà em không có nói gì hết, không có ấn tượng gì cả. Mục đích là trở về thôi. Mà em không màng nói luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Vậy lý do gì mà hai người yêu nhau hay Dạ tại vì quen thời gian em thấy anh này nghiêm túc quá. Thì nghiêm túc quá là sao? Ảnh nghiêm túc lắm, ảnh đi chơi, ảnh nói chuyện vui vậy thôi chứ ảnh ít khi nào đề cập tới chuyện tình cảm, trai gái hay gì hết á. Ảnh nghiêm túc lắm. Thì em mới thấy là phải làm một cái gì đó. Làm gì ạ? Và 4 tháng sau là hôm đó là em chở cái trên đường đi về. Thì thọt túi em một cái tờ giấy, nói với em á là về tới nhà đi, hãy mở ra. Thôi mình cố gắng mình chở về tới bên nhà của đây rồi mình chạy thẳng về nhà mình xem. Thì về nhà thấy mở tờ giấy đọc là bạn trai trong tuần. Đề nghị kiếm giả vậy đó. Đây là bạn trai trong tuần. Không tuần hỏi không có chấm than gì luôn. Em cực kỳ bất ngờ luôn. Thì sốc về cảm xúc đó. Em ngồi cả tiếng đồng hồ em ngồi suy nghĩ cái tờ giấy. Ông này nghiêm túc thiệt. Dạ anh nghiêm túc lắm. Khoảng 2 ngày sau em bắt đầu em mới gọi điện thoại mà. Em cũng mới thử thăm dò thôi mà. Thử mình coi cái này là sao, có nhiều lúc mà mình giỡn với mình thì sao? Đồng ý đó. Thì đồng ý thì làm bạn trai bạn gái thôi. Anh hỏi Phương nè. Dạ. Vậy thì tại sao em lại đề nghị cũng làm bạn trai không thôi? Tại vì trong khoảng thời gian 4 tháng quen nhau thì em thấy ảnh là người nghiêm túc, rất là chín chắn, rất là nghe nhiều câu chuyện là ảnh có hiếu, em thích cái điều đó. Và trong một tuần hai bạn là tình nhân của nhau. Dạ. Thì điều gì đã xảy ra? Dân không, đó là gần Tết rồi. Bạn này người miền Trung. Thì Tết thì về miền Trung, còn em là người miền Tây nên về miền Tây. Thì cái đó vắng nhau cả tuần, bắt đầu thấy nhớ. Thì đêm 30 Tết á, mới bóc điện thoại em gọi. Và đài mới tỏ tình thật sự, mất 3 tiếng đồng hồ. Ông này ông nghiêm túc. Có nghĩa là nói một câu nói với em là 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi yêu nhau đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ khoảng 2 năm sau. 2 năm, vậy thì trong cái giai đoạn từ lúc yêu nhau đến lúc ngày cưới thì có cái gì khó khăn cản trở? Cũng có cản trở chứ, là gia đình em. Là vùng miền thì em còn bà nội già, bà không đồng ý. Là cả gia đình không đồng ý luôn. Lý do sao là vùng miền là bên đây bạn là miền Trung à? Dạ. Còn em là miền Nam. Tây nữa. Tây nữa. Dạ. Là muốn lấy vợ miền Tây gì? Dạ. Những cái người nào mà do bà hoặc là ba má chọn á thì mới được. Vậy thì hai bạn phải làm như thế nào để vượt qua? Em rất là buồn. Nhưng mà em vẫn đợi thái độ của ảnh. Thì em nói rằng đây là thời điểm quyết định. Nếu ảnh tỏ rõ là một trụ cột cho em thì tốt, còn nếu không thì em sẽ phải xem xét lại. Thì lúc đó đúng là ảnh đứng ra ảnh bảo vệ em và quyết định với gia đình là ảnh sẽ cưới em. Bây giờ hai bạn có con chưa? Dạ có 2 đứa con rồi. Có hai cháu rồi. Dạ. Nếu mà lấy nhau rồi á thì vỡ mộng về nhau không? Khác vùng miền nên khác tính tình, sở thích, suy nghĩ, tư tưởng, cái gì cũng khác. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng có khắc khẩu không? Dạ khắc khẩu luôn. Ảnh nghiêm túc mà ảnh có hay tính gàn lắm. Hồi yêu nhau là quy định là không được gọi điện thoại trong giờ làm việc, trừ cấp cứu của cháu nhà vì bận làm việc. Không được hỏi những câu như ăn cơm chưa, ăn gì, ngon không. Đúng rồi. Dạ sớm không được, rồi đi ra ngoài đường không được cầm tay, thiếu nghiêm túc. Cái đó là kỳ à?
ảnh đó chị. Mang mấy cái đầu tôi ủng hộ, cái đó dụ găng tay hơi kỳ. Dạ. Còn rồi, cái gàn gì nữa không? Ví dụ như lắp mấy cái mây lạnh không cho lắp chị, mà trời nóng thì em đau quá thì lắp đồng ý. Nhưng mà phải suy nghĩ một tháng. Em nói vậy sao một tháng có đồng ý không? Có, nhưng mà phải một tháng. Trời ơi. Dạ. Là các em thích lắp máy lạnh. Em để một tháng là có quên hay không thôi. Nếu quên rồi đi luôn đi, khỏi lắp luôn. Cũng nhớ, thôi phải lắp thôi. Dễ gì. Khó lắm. Không xài máy lạnh thì có cho xài quạt không? Có sao cho xài quạt, nhưng mà quạt là chỉ đứng một chỗ thôi. Sao vậy? Nếu mà quay thì mấy sợi lông chân nó nhột. Đâu rồi. Té được rồi đó em. Rồi. Trời đất ơi, quạt quay mà lông chân nhột là té được rồi. Anh nói vậy đó. Coi vô gì nữa không? Dạ, rất là con nít xem chuyện chú Thọng á. Dạ, cứ ngồi coi mình dạ, vậy đó. Ở ngoài thì rất là nhìn rất là chỉnh chu, rồi cái tùng cái mắt. Vậy ra đường ăn mặc chắc lúc nào cũng chỉnh chu. Dạ đúng rồi anh. Chứ bây giờ còn mặc cái đồ gì lò xo không? Dạ không, không. Mà có cái đó là hoài cổ. Hoài cổ. Thứ nhất là về nhạc á là dân hai tách mà cứ ngay cả lương cả cổ. Dạ, chính vì vậy nên đồ là cũng cổ luôn. Dạ đó, đồ lò xo vậy đó chị. Không chịu bỏ. Dạ. Là đồ đó vẫn không bỏ. Không bỏ. Chắc bỏ có 10 năm mà cứ đem đi bỏ hoài. Mặc nó có 10 năm mà dạ. Bỏ hoài. Dạ đúng rồi đó chị. Rồi trong cái chuyện mà tối hai chồng gàn gũi nhau có gàn không? Dạ cái đó thì không. Tưởng gàn nó chắc chết rồi, chắc bệnh rồi đó. Phải có nguyên tắc nha, bước 1 là sao, bước 2 là sao. Dạ dạ đúng rồi đó. Có không? Dạ có. Giống như xin máy lạnh là phải chờ một tháng đúng giá. Đúng rồi đúng này là đã bước 1 không được bước qua bước 2 nếu bước 1 chưa làm. Dạ. Có không? Dạ chị biết style của ảnh là kiểu nghiêm túc vậy đó. Dạ. Thôi trong chuyện vợ chồng mà nghiêm túc chắc thề lắm. Vui lắm em. Đang chuẩn bị ra trận rồi cái đầu cái nghiêm túc em cho đề nghị như thế này. Thế bây giờ anh hỏi ngược lại, em thấy vợ có tính xấu không? Cái này thì em biết phải tính xấu hay không, nhưng mà đó là lao luyện bao đồng. Bao đồng là với ai? Những người xung quanh. Có một cái bữa đó là chở vợ đi chợ, trên cái đường đi rất là đông, trong đường vô chợ rất là đông, thì tự nhiên cái thấy một cái người phía trước bị té là tự nhiên nhảy xuống, em không thấy được, nhảy xuống chạy tới lo tùm lum rồi chạy đi mua thuốc đỏ, chạy em lum còn quần đồ mua chợ em á quăng tứ lung tung á, tại vì mua xong rồi cái buông ra cái quăng cái chạy thôi, nói ô có người té, có người té, chạy theo rồi. Anh nghĩ nó không phải là bao đồng mà đó là cái tâm tốt đó, từ nhỏ rồi đã rồi. Cho nên là anh nghĩ là tin người. Tin người lắm. Cho cũng là cái tính mà từ vô, từ cho nhỏ đến giờ quên thôi. Bây giờ còn tin người nữa không? Vẫn còn. Giúp cho anh số điện thoại nha. Dạ vì tin á nên ảnh lừa em á là lớn hơn em 2 tuổi. Em tin rồi ảnh lừa em nữa là cây xả ở miền Tây là trèo được. Cây xả ở miền Tây xả em tin hả? Dạ. Trời ơi té đi em. Em biết cái tính á cho nên em gạt dễ lắm. Trời ơi cái này là tin quá nè, đúng tại, không? Tại vì em mới quá. Hồi đó em mới ở chùa ra. Em chưa tiếp xúc với ai, em chưa biết miền Tây là gì hết á. Trời ơi cây xả mà trèo xả em miền Trung vô. Thì em nghe là miền Tây cũng là màu mỡ, cũng là trồng cây trái rất là sai. Nên ảnh nói là cây xả miền Trung của em là không xi nhê vậy đó. Cây trả miền Tây của em treo là được treo đó. Được treo phải nhảy giò luôn. Dạ. Rồi mới trở lại bây giờ ngoài chuyện bao đồng ra mà thì còn cái tính xấu gì không? Nó ăn thệ lắm, cực đẩy luôn á. Cái bữa nào á bà xã em xuống bếp nấu ăn á là bữa đó là bữa ăn đó có chuyện em lo lắm không ạ. Một là cơm sống, hai là cơm nhão. Đồ ăn á thì trời nó mặn chịu không nổi luôn. Ủa sao vậy Phương? Tại vì ở nhà thì má lo á. Má nào? Má chồng? Dạ không, hồi em còn nhỏ thì má vô chùa thì xuống bếp làm, xin làm thầy cũng cho, thầy bắt lên văn phòng làm. Đi làm rồi ở một mình á anh không có nấu, cái kỹ năng á nó thui chột đi. Rồi bây giờ anh mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tại vì á là bà xã em á là đi làm rất là xa, mà có một cái tính nữa đó là ham Facebook. Về nhà một cái là bật Facebook lên chơi. Thôi comment, bao nhiêu comment, bao nhiêu like. Rồi. Rồi đâu có chơi với con, chỉ có em thôi. Cho nên á là đứa nhỏ của em sau này á nó đâu có thèm nhìn thẳng vô mặt mẹ nó đâu. Tại mẹ nó cứ nhìn vô máy. Đó thì cái ước muốn của em á là như vậy. Cái thứ hai nữa là cải thiện cái việc nấu ăn. Nhiều lúc em đi làm về em rất là mệt, mà lúc nào mà để mà lo cái việc đó chắc tim em nó vỡ luôn. Mình đói bụng mà lo là không biết bữa nay ăn cơm có ngon hay không. Mà em nấu cái... được không? Em rất thích nấu ăn nên em nấu được. Thật ra cái bữa cơm do chính vợ mình nấu nó quan trọng lắm. Thực ra đó đôi lúc là bị tai nạn á anh, chứ không phải là lúc nào em nấu cũng dở. Nó đang điều à. Em có thể cải thiện được không? Dạ được. Rồi dạ. Em mong muốn ân thay đổi điều gì? Bớt đồ cũ đi thôi anh. Thứ hai nữa là biết ghen chút xíu. Cho dù em có diện đồ, em đi đâu hay là em như thế nào cũng không có ghen. Sao kỳ vậy ta? Tính của em để trong lòng, em không có thể hiện cái việc ghen tuông của mình ra nhiều. Không có cảm nhận được. Dạ. Chứ thật ra trong bụng ghen dữ. Ví dụ như em đi đâu mà có bạn trai gì đó quen cũ hay gì á là anh về anh phân tích ABCD vì sao anh không ghen, à em vậy đó, nói chung phân tích kết luận là anh không thèm ghen em chỉ trơn á. Chị thấy cuộc sống của tụi em á gọi là nó rất là
chỉnh chu á, giống như là nó là một cái hình mẫu á, nó đâu ra đó. Dạ. Chị cảm nhận là như vậy, nhưng mà nó lại thiếu hẳn một cái là nó giống như là một những cái gia vị ở bên cạnh á, thì nó sẽ tạo cho cái cuộc sống nó bị đơn điệu đi. Tại vì á, tụi em chỉ gần 5 năm thôi. Dạ. Tụi em phải xác định là sống với nhau cả đời nữa cơ. Thì ví dụ như là em á, cái nhu cầu của em không thích những cái sự lãng mạn, những cái mà nó hơi rườm rà, không cần thiết trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng đó là những cái gia vị rất cần thiết trong cái cuộc sống vợ chồng. Đó, mà em thì là em lại bắt đi cái nhu cầu đó, không cho vợ em được quyền gọi là bộc lộ cái, tức là thỏa mãn cái nhu cầu đó của mình á, thì nó hơi thiệt thòi cho vợ em quá. Bởi vì em không hình dung được đâu, nó là một cái cảm xúc không thể thiếu được. Em công nhận không? Yeah. Nếu như em được quyền hỏi chồng em là anh ơi, anh ăn chưa? Dạ. Hôm nay anh có mệt không? Dạ. Hay làm việc nhiều có mệt không cưng? Ví dụ vậy, em thấy em sung sướng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu chồng em không cho em làm điều đó em buồn đúng không? Dạ. Ừ. Cứ mỗi lần mà muốn cầm điện thoại gọi điện cho ảnh, nhớ trực lại. Dạ, nhớ trực lại. Dạ. Nói, thôi anh đang làm việc. Thôi, không có gọi. Dạ. Không có gọi. Rồi gọi rồi phải là việc quan trọng mới gọi. Đó, ví dụ vậy, hoặc là cháy nhà với lại đúng rồi, cấp cứu với cháy nhà mới được gọi. Thì chị thấy trong vợ em có những cái đức tính rất là tốt, cái tin người là tốt, nhưng mà tin quá thì không nên. Em phải biết lựa chọn đối tượng để mà tin. Nhưng mà có cái mà theo em là cái bao đồng á, thì chị nghĩ rằng á, cái đó không phải là bao đồng đâu, cái đó là cái bản tính mà nếu em cứ để cho vợ em phát huy cái đó thì sau này con em sẽ hưởng hết những cái phúc mà vợ em tạo được. Đó, thì bây giờ chị nói là trong cuộc sống vợ chồng em á, em nên có một chút những cái lãng mạn đi, nó sẽ rất là thú vị. Hôm nay á là cũng là một sự bứt phá rất là lớn đó, đó là đi. Đúng, chiều đúng, vợ. Đúng. Đó thì chị không nghĩ rằng á, là với cái tính cách của em mà em lại chấp nhận mà đi đến tham gia với chương trình này đâu. Nhưng mà khi mà em đã bứt phá một lần rồi thì em tiếp tục như vậy nữa đi. Tại vì nó rất là thú vị. Xin cảm ơn hai em. Con chào cô ạ, con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh, con ở đâu, con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội. Vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Con tên là Niên à? Con tên là Hạnh. 24 tuổi, vâng. Nhỏ, trời ơi. Con là gì? Con giới thiệu lại tên gì? Con là Lê Diên Hạnh. Lê Thiên Hạnh. Lê Diên Hạnh. Lê Diên Hạnh. À, rồi. ZD. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. Vâng. Con kinh doanh gì nè? Con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Nhưng mà hình như là hai con là một cặp TikTok. Vợ chồng nổi tiếng trên đâu nè? TikTok. Đó. Đúng không? Dạ vâng ạ. Chị này là TikToker. Đó, mà nhất là cô vợ là một TikToker rất nổi tiếng. Ai mà đã từng tham gia cái mạng xã hội TikTok này sẽ rất là quen thuộc với gương mặt này nha. Rồi bây giờ quay lại nha. Anh muốn hỏi ở chút bây giờ kêu chú đi, tại vì hai đúng rồi là rất là tụi con sinh 1997 hả? Dạ vâng ạ. Đó, 1997 là bằng Trefi đó. Đúng rồi, Trefi đã gọi em bằng con của cô á. Chú thì bây giờ như là các con gọi chú bằng chú hợp lại, đúng không? Tại vì biết sao cái chương trình Vợ Chồng Son này nó sẽ kéo dài khoảng mấy chục năm nữa. Thành ra là hồi đó lúc mà mới làm thì mọi người sẽ gọi là anh chị. Nhưng đến thời điểm này sẽ gọi là cô chú. Rồi 10 năm nữa sẽ gọi là ông bà hoặc là hai bác. Ví dụ như 30 năm nữa chắc lên gọi bằng hai cụ. Hai cụ. Chào cụ Nhân, cụ Quốc Thuận. Trời ơi. Cố nữa. Cố nữa. Trời ơi. Dạ, tụi con xin chào Cố Thuận với Cố Dân. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi. Cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ vâng ạ. Ok. Ai nói cũng được. Dạ vâng. Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Con cũng có từng một chút mọi người biết đến một chút bởi vì là con có trả lời một cái cuộc phỏng vấn tiếng Anh với đất nước Hàn Quốc ạ. Và khi đó thì cũng anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì cả. Vâng, không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có gì ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Và thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot kiểu mà bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái nghe có tiếng tăm đó kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì
kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi, và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ nhỏ, cứ kiểu như là con thì con rất là ngại, mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi, gắp cứ gắp để cho ăn, kiểu cũng vô tư đó không? Có nghĩa là kiểu thế vô tư này thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói á, và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì nữa. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này, nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là người rất là tự tin đúng không? Mình một mình Tiên như vậy. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con cũng phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Đó, rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Đó, kế hoạch con sao con trình bày coi. Để cho là bạn xem đài người ta sẽ học theo cái cách của con đó, để có thể cách cứu đổ đó. Cách nào con thì con kiểu như là thật ra cái cách này con được tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo bây giờ anh bảo chú nhé, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả ô mai hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến, mà con đến thì con cứ kiểu như nhỉ, con đến sắp đến nhà con bảo Thủy Tiên ơi, ra đây anh nhờ tí. Đây hôm nay có ít hoa quả. Không. Xong rồi con đi về luôn. Về luôn. Xong rồi đưa về, đưa vào về. Nhưng mà đưa xong rồi dần dần. Nói câu nào mấy hôm đầu thì mình phải như vậy. Mấy hôm sau bắt đầu đến bước thứ hai là xong rồi mình cả. Tức là con đến trong khi Thủy Tiên kiểu chưa trang điểm gì mà chưa gì cả. Thế là đến rồi rủ đi chơi xong lượn vòng xong đi về. Nhưng mà Thủy Tiên anh hỏi nè, cái ngày đầu tiên mà anh qua đó, anh đưa cái giỏ trái cây đó. Dạ em vâng. Dám ăn, con dám ăn không? Có, tại vì con không sợ trong đó có độc hả? Dạ không ạ, tại vì sao ạ? Lúc đó thì chúng con chỉ là bạn bè công việc thôi ạ. Hoàn toàn chưa có gì. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không như nói vậy. Một tiếng nào dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được lần nào nữa. Giống như cô giáo dạy tới lớp 3 là cô giáo chết. Cô giáo chết đó. Nghĩa là tại vì cưa dính rồi đó, bây giờ đâu cần mua nữa. Dạ. Đúng không? Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Và kể cả có đến mà đưa đi chơi ạ thì cũng con cũng không có trang điểm gì hết, tại vì bạn bè thôi, chỉ nghĩ là đi vòng vòng để nói về công việc thôi. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Thế là con cũng thấy người ta có cái ý với mình mà mình không nói gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này, con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng này em ơi, không có được nha, không như vậy là không có được. Nhưng mà con hỏi thế tại sao? Thì anh ấy chỉ nói là như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Mà sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được mà không nói lý do? Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng thì tầm hơn một tháng thôi. Dạ. Hơn một tháng thôi. Nó nói lâu quá. Mình cứ tưởng là cả năm. Năm mấy. Ai về là coi như là chỉ mất tốn tiền hoa quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là chính xác là có 30 ngày thôi. Đó. Đó. Rồi bây giờ nè, cái nhân cái cơ hội đó là bao lâu thì con mới tức là khi tỏ mà, tình với cổ mới khi nói mà, khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à dính bẫy rồi đấy. Ôi, bẫy rồi đó. Dính rồi đấy. Thì rồi sao lúc đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là thôi em không được có bạn trai bên đấy, chắc là Thủy Tiên cũng biết là mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Thì chờ Thủy Tiên đi về xong rồi ấy đấy, xong rồi mà đi bao lâu? Có như Tiên đi Thái Lan mấy hôm ạ? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đây nè. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui quá, vui. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý được không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời ơi, đồng ý luôn ạ. Dạ vâng. Là có nghĩa là gần 2 tháng đúng không?
gần 2 tháng. Dạ. Tháng đúng chính xác là 1 tháng tháng tuần á. Tháng tuần á, đúng không? Là hai đứa là chính thức là cảm mến nhau, yêu nhau. Dạ. Nói nghe nè, con á là một hot girl, đúng chưa? Dạ. Cũng có chút tiếng tăm. Vậy mà tại sao lại không có bạn trai? Mà tại sao con lại quyết định là chấp nhận ảnh? Thật ra lúc đó thì con chưa có gọi là mình mới thử gọi là làm quen thôi ạ. Gọi là mình nhắn tin trò chuyện với nhau nó nhiều hơn, rồi mình cho nhau một cái cơ hội thôi, chứ lúc đó vẫn là chưa yêu đâu ạ. Vâng, lúc đó là cho nhau cơ hội là để mình quan tâm nhau hơn, mình trò chuyện vào mỗi buổi tối, chứ trước đó thì cứ đến tối là anh tới thôi ạ, chứ còn cũng không nói chuyện nhiều ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà vệ tinh này cũng thuộc loại là vệ tinh bự chứ không phải là tầm thường đúng không? Đúng không? Dạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái trí ạ. Thì đầu tiên là thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Đó là lúc đó là còn ấy, nhưng bây giờ nó con bự lắm. Ngày đó con có 48 cân, bây giờ con 60 cân rồi. Nó càng ngày nó càng phát tướng ạ. Thì là cái lúc đó thì anh này tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái, anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ. Nhưng người ta kiểu con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ nhỉ, anh thấy em làm cái này là không có được. Em không nên làm cái này. Em nghe anh đi, anh là đi trước, anh luôn luôn chỉ cho em những cái tốt nhất. Rồi thì em làm này là không được đó. Rồi là sẽ có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì cứ nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng: Tiên ơi, nếu mà em làm ra cái trường hợp này nha, thì em sẽ có thể đem đến là cái hậu quả như thế này nha. Cái này thì anh tùy vào cái hành động của em thôi. Nếu mà em có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần. Thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá. Nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục. Từ cái cách anh ý rèn luyện mình, chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Anh ấy không áp đặt mình. Dạ. Rồi cô muốn hỏi chút xíu con ha. Dạ. Dạ. Thì khi mà con gặp Thủy Tiên là trước đó con đã có yêu ai chưa? Trước con yêu rồi ạ. Có yêu rồi. Vâng. Mà lúc mà con gặp Tiên là lúc đó con đang độc thân hay là con vẫn là có đang có tình yêu? À, lúc ấy vừa mới chia tay ạ. Vừa mới chia tay luôn. Và con quyết định là đeo đuổi cô gái này đúng không? Vâng. Thì con tìm thấy cái điều gì đặc biệt ở Thủy Tiên? Con thì con... Bạn ấy tìm được ở con điều đặc biệt rồi đó. Thì còn con thấy bạn đó đặc biệt điều gì? Con thì con thấy bạn này, bạn ấy... Cái đầu tiên là nhìn vào rất là xinh. Đấy, cái hồi đấy. Nhưng bây giờ con thấy xinh hơn cơ. Mập lên thì xinh hơn. Xinh mà. Vâng. Thì cái tiếp theo là cái bạn này, bạn ấy kiểu thoải mái. Kiểu như là mình bảo là bây giờ mình mà lấy một người vợ thì mình phải gọi là mình phải cảm thấy được là người vợ của mình phải là người thoải mái, kiểu như là người ta bảo là giàu vì vợ giàu vì bạn sang vì vợ đấy. Thì con thật cảm thấy là khi mà bạn này, bạn ấy mà đi cùng mình, bạn ấy mà đồng hành cùng mình thì mình sẽ cảm thấy mình rất là sang lên. Hay quá. Rồi bây giờ anh muốn chú muốn hỏi Thủy Tiên. Dạ, vâng. Tức là như hồi nãy cô Vân có hỏi con đó là ở cái tuổi của con mà với một cái nhan sắc của con thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vệ tinh có điều kiện để mà quay quanh con. Vậy thì khi con chấp nhận con quen ảnh, vậy thì khi mà con về nhà ảnh á, thì con thấy ảnh, gia đình ảnh như thế nào? Có điều kiện hay không? Hay là có được như những cái điều mà như vệ tinh của con mà theo đuổi con á? Dạ vâng ạ. Con thì con cảm mến thì là tâm phục khẩu phục anh ấy. Và con lại có một cái điều mà anh ấy rất tuyệt vời luôn, là anh rất là hiếu thảo, rất hiếu thảo luôn ạ. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Và trong cái thời điểm mà quen con thì vẫn chưa có cái điều kiện gì cả. Nhưng con thấy được cái ý chí và cái cách mà anh ấy đã rèn luyện lên con. Đó. Và khi anh ấy, thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần, đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Đáng có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi anh ấy, có nghĩa là nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói, mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Đó lại là một cái dạ. Là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Ừ. Dạ. Ừ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Tại vì thằng con trai của cô á, dạ, nó cũng vậy á. Vâng. Ờ. Tức là bạn này là tuổi Sửu nè đúng không? Dạ. Con tuổi Sửu, hai đứa đều là tuổi Sửu hết. Vâng, con kém hai tháng. À, trâu vàng đó. Vâng. Vàng. Thì con có biết là khi mà cái người mẹ mà được nghe những cái điều đó từ con trai của mình hoặc là con gái của mình. Vâng. Con gái thì là bình thường nha, nhưng mà nếu với con trai thì nó hạnh phúc khủng đúng khiếp. Rồi. Mệt cỡ nào mệt, chỉ cần nó hỏi thăm là hôm nay mẹ mệt không? Mẹ đi làm mệt không? Dạ. Mẹ ngủ ngon nghe, love you. Ví dụ dạ. Vậy là thôi đó. Đã vậy đó chị. Bao nhiêu nhọc nhằn là tan biến á. Mà thường thì là lúc đàn đầu ông là đó. Lúc đầu khi mà con ở thì với mẹ thì thật ra mẹ cũng hơi ngại. Ừ. Xong rồi có một lần là như này, con bảo con gọi điện xong con chúc mẹ ngủ ngon, con bảo con yêu mẹ xong. Xong rồi mẹ không nói gì cả. Tức là mẹ bảo ừ thôi thì con đi ngủ đi nhá, đi ngủ sớm đi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Xong rồi con lại gọi lại một lần nữa. Tức là tắt rồi và con lại gọi lại một lần nữa, con lại hỏi là mẹ quên, mẹ chưa nói yêu con à? Ừ. Thế là mẹ bắt đầu mẹ yêu con, thế bắt đầu là đi ngủ. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi, thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Ừ. Còn hơn là đến lúc nó đến lúc mẹ không nghe được nữa. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Bởi vì đàn ông nó thật rất là nhiều, những đàn ông Nam mình rất là ngại, dạ, rất là ngại bày tỏ đó. Anh có thể mua những cái món đồ để mà mẹ anh thích, hoặc anh có nghĩa là anh có thể làm một cái gì đó cho mẹ anh, nhưng mà để nói một cái câu mà mẹ ơi con thương mẹ quá, con yêu mẹ quá như Duyên Hồng thì thật sự rất là khó đó em. Mà rất nhiều những đàn ông như vậy. Trời ơi, anh ấy còn ôm mẹ hàng ngày rồi thơm mẹ, trời ơi thơm chụt vào má, cứ chụt, trời ơi con xem mà thật, còn lúc đầu con cũng ngại quá. Thôi để chút nữa, để lúc đầu con cũng ngại lắm, nhưng bây giờ con cũng quen. Bây giờ bây giờ trong gia đình ví dụ như là con mới về nhà cái là anh Hạnh chứ. Nào ba mẹ con thơm nhau nào. Trời ơi đó. Nhưng mà sau khi mà con chứng kiến những cái việc chồng con làm với mẹ như vậy, con có thay đổi cái thái độ của con với mẹ mình không? Có là con bắt đầu có nói là con yêu mẹ, con ôm mẹ không? Thật ra thì mẹ chồng con thì rất tuyệt vời. Không, với mẹ ruột của con á. À với mẹ của con ạ. Ừ. Dạo con gần đây thì không? Có ạ. Có bắt trước rồi ạ. Có bắt đầu là cũng mẹ con rồi, con yêu mẹ rồi, là mẹ cũng yêu con. Mà ngày trước là hai mẹ con là hay là cãi lộn, vì là hai mẹ con là kiểu không khắc khẩu ý ạ. Khẩu đúng không? Khắc khẩu hay cãi lộn lắm ạ. Hoặc là cứ ngồi gần nhau là thấy là kiểu như là rất là yêu thương nhưng không có ấy. Nhưng mà dần dần bây giờ con rất là tôn trọng và nói yêu thương. Thôi con ơi, như vậy là con bị lây chồng con rồi. Lây cái điều quá tốt. Mà lây điều đó là quá tốt. Chú cổ vũ và hy vọng chú cũng bị lây bởi hai vợ chồng con luôn. Chị nói em á là em phải như vậy mới được, nó đã lắm. Yeah. Khi mà mẹ em nghe em nói mẹ em sẽ rất đã, giống như chị mà nghe thằng Phi nó nói như vậy với chị đó, chị sung sướng lắm. Dạ. Rất cảm ơn hai em với chia sẻ cái điều đó. Và không chỉ anh không đâu, mà quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả nam á, những người đàn ông trưởng thành, chúng ta cũng nên có một cái sự gọi là bày tỏ cái tình cảm đúng của mình rồi. Với mẹ của mình và với ba của mình luôn. Đúng. Nha. Rồi thôi bây giờ mình trở lại đi, lần đầu tiên con gặp mẹ của bạn này thì như thế nào? Dạ, mẹ của anh ấy thì mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Con thương và cảm phục bởi vì anh ấy là một người con hiếu thảo này, một người rèn luyện nên con những cái đức tính tốt hơn này, con thấy mình trưởng thành hơn này, và đặc biệt nữa là một người mà vươn lên từ trong nghèo khó. Hai mẹ con anh ấy tần tảo nuôi nhau. Mẹ anh ấy thì là làm công nhân bốc gạch ấy ạ. Đó, với số lương rất là ít ỏi, nhưng nuôi anh ăn học đàng hoàng. Và sau đó thì khi mẹ anh nghỉ hưu rồi, đó thì là mẹ anh có đi làm phước, làm phúc đó. Là đi nuôi các bạn nhỏ chất độc màu da cam ấy ạ. Ở trong tại làng hữu nghị Việt Nam ấy ạ. Thì lần đầu tiên con gặp mẹ là khi mà công ty chúng con là tổ chức cái đêm trung thu từ thiện để tới gặp và tặng quà cho các em. Thì khi đó thì ở tại đó thì cũng có rất là nhiều mẹ nuôi, có 12 mẹ trong một cái ngôi làng, và ví dụ như là một mẹ sẽ chăm là 20 cho đến 25 em luôn ạ. Mà trong khi các em thì cũng có những em mà chưa biết gì, hoặc những em là có một chút những cái như là khiếm thính hoặc là khiếm thị hoặc là không thể sinh hoạt được. Nói chung có nhiều hoàn cảnh. Dạ đó. Vâng, nhưng mà khi mà con hỏi rằng là các em ơi, các em thương mẹ nào nhất?
con có hỏi một câu như vậy. Thì các em nói là chúng em thương mẹ Thúy nhất. Wow, thế là lúc đó là con biết là mẹ con rất là nhân hậu, rất là nhân từ và chăm sóc các em là không có dễ lòng dạ, không có dễ dàng đâu, nhưng mà mẹ con có thể là dịu dàng để chăm sóc các em mà khiến cho các em thương được thì phải nói là tuyệt vời và số 1 ạ. Ôi ôi, mẹ của Hồng hôm nay nghe này nó mát bởi vậy. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành, con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi, trước khi tới cái phần hấp dẫn. Dạ. Đó là từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau có bao giờ mà hai đứa giận nhau, có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Việc chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà gọi là đến mức mà kiểu trời ấy rồi thì có ạ, kiểu mà, như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Wow. Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nó nổ dữ dội. Trời ơi, dạ. Đó là cái chuyện gì? Hai đứa đều đâu lý do là... con kể coi. Con thì con lại không nhớ lý do. Có nghĩa là cái trận mà bùng nổ lớn nhất đó là lý do nguyên nhân gì? Lúc đó con cũng không nhớ là làm sao mà chia mà giận dỗi mà định nói chia tay mà gọi là gần như là sắp chia tay rồi đó. Có liên quan đến người thứ ba không? Không. Hay người cũ hay là... Dạ không ạ. Nhưng mà có nghĩa là trong cái quan điểm sống một chút thôi. Thì là con... Thì là lúc đó có duy nhất một lần thôi ạ. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập piu một cái. Anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, con bị gọi là con trời ơi, con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh nghĩ lại và anh xin lỗi, bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy vì là một người rất là tình cảm nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Thôi như vậy là quá đẹp rồi. Nhưng mà cái cuộc cãi nhau đó phải là có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân là kiểu gì? Chúng con cũng không nhớ lắm. Nhưng mà phải nói là tất cả ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ. Cãi nhau mẹ chồng con buồn, mẹ chồng con bảo Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con. Con về với mẹ đi. Con về với mẹ đi, mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi cái viết giấy, viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là có nghĩa là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành, bây giờ qua cái phần qua kia đi. Qua tới cái phần hấp dẫn nhất đây nè. Đó, bạn duyên đi, bạn duyên hạnh ạ. Tại vì nãy giờ tất cả những câu chuyện là rất là hay rồi chị. Bây giờ mình đến cái phần mà nó hay hơn. Đó. Bây giờ nè, cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm, đúng không? Một năm 7 tháng ở với nhau thì cô có lòi cái tật xấu gì ra? Có tật xấu, có yếu điểm. Hạ Duyên Hồng. Xấu. Cười. Thì vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tập xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều, đi tắm thì muộn. Theo con thì đấy là hai cái tập xấu mà kiểu con không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, để gọi là thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên để làm. Thì người ta TikTok kiểu mà vậy. Người ta làm về IT mà thì phải chịu thôi chứ giờ sao? Nhưng mà kiểu nhiều con khi mình nghĩ lại hả? Mình vâng làm đó tự dựng á, tự quay. Ủa, mất thời gian lắm. Nhưng mà cái lười tắm đó cũng là cái thật xấu nè. Không, tắm buổi đêm, tắm buổi đêm. Tắm đêm. Dạ. Tắm đêm là không tốt, cái đó là không tốt rồi. Là hai cái đó thôi à. Ví dụ nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó, đó là những cái thật xấu đó. về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu. Và là cái này vợ không giỏi lắm. Em không giỏi lắm nên là kiểu như là có ok không có thứ ấy. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sao Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy. Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Và mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ,
để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không vâng. một trong không, hai không, thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ. Rồi. Kiểu mình không nên ấy, mình nên đặt cái vợ mình thích hơn. Rồi có thêm tật gì nữa không? Khui ra đi em. Có nóng hay là không? Ở nhà hay là trước khi lên chương trình là cô ấy coi như là căn dặn rồi không được nói tật xấu của tôi nha. À. Có nóng tính có ai cặp không? Bình thường thì rất bình thường, nhưng mà trừ những lúc nóng tính thì cũng nóng tính. Bình thường rất bình thường, những lúc nóng tính thì rất nóng tính. À. Sao có hay mua sắm không nè? Có bị cuồng mua sắm không? Mua sắm thì bản thân con thấy là cũng không cuồng lắm. Thôi như vậy là không có đặc sản. Nhiều lúc con bảo bây giờ em phải đi mua tất cả những cái đồ này đi để lên đi anh sẽ mua cho em. Vợ con bảo thôi nói chung là anh này coi như chắc anh bị nghiến răng trước khi lên chương trình. Bây giờ vậy nè, bây giờ con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Thay đổi con muốn kiểu Thủy Tiên như này thôi, kiểu cứ bình thường như thế thôi, không cần thay đổi gì. Không cả. Thay đổi gì luôn. Cho nó tắm đêm luôn nha. Cho tắm đêm nha. Thay đổi đúng hai cái kiểu tật xấu vừa nói đấy. À, có nghĩa là bớt cầm điện thoại. Thì con phải nói, phải sờ từng tay dây tận gán ráng thành mỡ mới được. Con đừng có cho tự hiểu. Bây giờ con nói nè, giờ muốn Thủy Tiên thay đổi. Không, con nói nhiều rồi. Thì giờ nói đi. Nói cái này anh là muốn em thay đổi. Cái này là bằng chứng. Đang ghi hình rồi về vợ ấy đi. Em nói đi, con nói trước. Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Ừ. Rồi điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ ấy. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Đó, thâm quần của mắt là mai mốt đi ra đường phải đeo kính đen đấy. Ôi dạ. Trời ơi con, mà anh mà dụ con đi tắm là thứ thật là phải nói là anh ấy kéo, anh ấy lăn lê con cứ nằm thế này cho anh kéo đôi chân để con cứ kệ. Ôi trời ơi, mùa hè mà còn lười tắm như vậy chắc mùa đông chắc không chắc phải là lười tắm luôn. Ngày nào cũng tắm ạ, nhưng mà đêm hơn. Kiểu như là trước khi ngủ mới tắm, 2 giờ sáng tắm lắm, lắm nhỏ. Đấy rất là nguy hiểm ạ. Ủa nhưng mà bây giờ là các em là chưa có baby đúng không? Dạ có rồi ạ. Có rồi đúng không? Trời ơi, mới sinh nở mà lại tắm đêm nữa thì càng nguy hiểm. Wow, con trai của con là 13 tháng mà cháu cũng là hot TikToker. Wow. Dạ. 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 Bây giờ tới em đó. Ủa anh tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi. Con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng được, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Trời ơi. Mà mỗi lần gì con vui lắm đúng không Khánh? Hồng. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ. Trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng ấy mà nghiện à, cũng như thế nghiện đúng mà ngày nào mà không hút súng là cũng như thế vâng cũng trùng chăn đúng rồi là con đang nằm đây trùng chăn một đứa rút súng đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi không ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu nhưng mà con đào tạo dần mà cái đấy đôi lúc kiểu vợ con bảo cái tối kỵ cái là cái gọi là cái không thể chấp nhận được nó quá vô duyên nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không rồi còn tật xấu gì nữa nè tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ ghen trời ơi anh ấy là người của gia đình ạ và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè bia rồi nhậu nhẹt nào hoàn toàn không chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi có một cái tính là siêu ghen tuông là. Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ đi ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi bạn trợ lý quản lý đó. Đang làm gì. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà bạn ấy chỉ trả lời lại chụp đúng một bức hình của con bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Phải nói là mà anh lại ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ, ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn một chút ạ, là anh soi cái camera rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại zoom sát zoom rỡ nữa, trời, xong rồi anh về anh đùng, tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được, trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào?
Trời ơi, hay con khoái? Trời ơi, không ạ, không khoái đâu. Anh ấy lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Ờ, nhưng mà con sao vậy? Bằng cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần rồi. Xong rồi xin lỗi. Nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên. Và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài. Rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn, là phải ngồi cách xa một chút. Và không có, trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người người bên cạnh hết ạ. Bây giờ còn vậy không hả? Bây giờ đỡ hơn ạ. Vâng, bây giờ thì anh đỡ hơn rồi ạ. Vẫn thế mà, mới cách đây 3 ngày không, vẫn còn thế mà. Vẫn soi camera. 3 ngày này là con không dặn gì em ấy cả. Dạ, có nghĩa là có không thêm một bạn đi nữa nhưng không còn dặn là phải báo cáo lại nữa rồi ạ. Anh nghĩ cái đấy kiểu ấy thôi, kiểu bây giờ mình kiểu đi vào Sài Gòn đi một mình thôi ấy, phải đi hai chị em. Nói chung là do thương vợ và lo cho vợ thôi ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là anh ấy anh ấy con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đã... đó thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Mẹ chồng con cũng cưng con, nói chung là như công chúa, con như công chúa được bao bọc vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Thôi nghĩa là không mong muốn chồng thay đổi điều gì. Cứ như thế, đúng không? Và con cũng vậy. Đúng không? Thầy muốn cho vợ thay đổi một hai điều thôi, đúng không? Rồi, bây giờ sao? Thực ra tụi con biết không? Các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có khủng hoảng. Có. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm bấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Không cãi nhau nó mệt lắm. Thôi. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn. Tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Còn rất trẻ luôn á. Cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Đó, cho nên rằng cứ nương nhau mà sống. Để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Hai vợ chồng em đã đẹp về hình thức rồi. Và trong câu chuyện hôn nhân của các em chia sẻ đó là những câu chuyện toàn là những câu chuyện thật là dễ thương, thật là đẹp. Đó, thì anh chỉ mong là hai vợ chồng em cứ như thế này và phát triển và yêu nhau mãi mãi. Nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ mình bốc